Hi guys, welcome back to our channel. For today's English lesson, we're going to study workbook. I learned small words. Unit 2, school. Lesson 2. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài 2, unit number 2, school. Chủ đề là trường nhé. In lesson 2, we're going to review school activities and the second one, we're going to use the verb like plus verb in. Ok, trong bài 2 này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các hoạt động ở trường. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng cái cấu trúc động từ like. Và theo đó sẽ là động từ thêm in. Ok, are you ready? Let's get started. Now, the first one, we had A, new words. A, look at the pictures and do the crossword puzzle. Chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh và làm câu đố chéo. Ok. Here we have number one. Look at the picture number one. What does mean? Does a username, password, don't have an account? Bạn đã có tài khoản chưa? Nếu chưa thì mình sẽ phải đăng ký. Đúng không? Đăng ký thì ta có từ gì? Sign up. Sign up. Ok. Sign up. Là đăng ký nhé. Đăng ký thì mình sẽ có gì? Username là tên và password là cái password nhé. Now look at the picture number 2. And in this the picture number 2 you see color pencil, right? Scissor, right? Everybody draw something and cut something. So what subject it is? Art and craft. Là thủ công mỹ nghệ đúng không? Art and craft là thủ công mỹ nghệ. Here we have. Okay, now look at the picture number 3 we have. What does? It's funny and they make our laugh. So, that is drama club. Drama club là câu lạc bộ kịch, right? Drama club là câu lạc bộ kịch. Number 3 is the drama club. Now look at the picture number 4. We see what are they doing. They are rolling. They are climbing. So, and the activity are occur outdoor activity. Okay? Outdoor activity. Now look at the picture number 5. We see what's he doing. See, she acting, right? Cô ấy đang diễn, đúng không? Here we have act. Now, the lock Peter, look at the picture number 6. The lock Peter, what's he doing? What are they doing? They are playing table tennis, right? They're climbing. So, that's here, indoor activity. Bọn họ thì đang gì? Người thì chơi. À, bóng bàn, người thì chơi leo, đúng không? So this is indoor activity. Đây là hoạt động trong nhà. Alright. Here we have the key. Now, the next one. B. Fill in the blanks using the words in text A. Là chúng ta sẽ điền vào ô trống với những từ trong phần A. Những từ trong phần A ta có những từ gì? Shy up, art and craft, drama club, outdoor activities, art. Okay, we have art and indoor activity. So, number one, why don't you sign up for a book club, right? Tại sao bạn không đăng ký cái câu lạc bộ sách? Number two, Chris wants to be an author. He's learning how to at school, art, right? Number two, art. Bạn Chris muốn trở thành diễn viên. Cậu ấy đang học làm cách nào để diễn ở trường. Number three, Jane likes acting. She's on the
Drama club at school, right? Jen thì thích diễn xuất, cô ấy tham gia vào câu lạc bộ kịch ở trường. Number four, some students love doing because they can make pretty things from paper. Học sinh thì yêu thích làm gì bởi vì là chúng có thể làm những cái thứ, những cái đồ vật đẹp từ giấy. Như vậy là đó là art and craft, là thủ công mỹ nghệ đúng không? Number 5, volleyball and table tennis are they often play them in the sports center. Bóng chuyền và bóng bàn là những cái môn thể thao trong nhà, họ thường chơi với nhau ở trung tâm thể thao, right? Number 6, many students like playing soccer and tennis there. Outdoor activity. Rất nhiều học sinh thì chơi bóng đá và chơi môn quần vợt. Chúng là những cái môn thể thao ngoài trời, right? They are outdoor activity. Chúng là những cái môn thể thao ngoài trời. Now here we have the key. Now the next one. The next one we have listening. Listening, listen and tick. Chúng ta sẽ nghe và đánh dấu nhé. Now, what club will Marina sign up for? Những cái câu lạc bộ nào mà Marina đăng ký? Now listen together, okay? Lesson 2. Track 6. Page 11. Listening. Listen and tick. What clubs will Maria sign up for? I need to choose some clubs to join this year. Which one do you want to sign up for? I don't know. Oh look, science club. Do you like science? No, I don't. How about video games club? Yes, good idea. Oh, there's also a dance club. Do you like dancing? No, I don't. There's an art club too. Do you like art? No, I don't. I don't like painting or drawing at all. How about outdoors club? Yes, I love doing outdoor activities. Do you like reading? Yes, I love reading. There's a book club. Why don't you sign up for it? Great idea. Thanks, Harry. Now, listen again. I need to choose some clubs to join this year. Which one do you want to sign up for? I don't know. Oh look, science club. Do you like science? No, I don't. How about video games club? Yes, good idea. Oh, there's also a dance club. Do you like dancing? No, I don't. There's an art club too. Do you like art? No, I don't. I don't like painting or drawing at all. How about outdoors club? Yes, I love doing outdoor activities. Do you like reading? Yes, I love reading. There's a book club. Why don't you sign up for it? Great idea. Thanks, Harry. Okay, now, what club will Marina sign up for? Câu lạc bộ nào mà bạn Maria đăng ký ha? Here we have. How about video game club? That's a good idea. Như vậy là bạn Maria đăng ký game, right? And how about outdoor club? How about outdoor club? Yes, I love doing outdoor activities. So, outdoor club is the second one. Marina sign up, right? And now the next one. Do you like reading? Yes, I love reading. There's a book club. Why don't you sign up for it? Great idea. So, here, book club. And the third one, Marina sign up, right? Maria signs up for video games club.
Book club. Book club and outdoor activity, right? Như vậy là bạn Maria là đang đã đăng ký như vậy là bạn Maria đăng ký môn game nè, câu lạc đã đăng ký này, câu lạc bộ game này, câu lạc bộ sách và những cái hoạt động ngoài trời, right? Now let's translate together. What club will Marina sign up for? Bạn Maria đăng ký câu lạc bộ gì? Okay. I need to choose some clubs to join this year. Mình cần chọn vài câu lạc bộ để tham gia vào năm nay. Which one do you want to sign up for? Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào? Bạn Maria. I don't know. Mình cũng không biết nữa. Oh, look. Science club. Oh, nhìn kìa, câu lạc bộ khoa học, môn khoa học. Do you like science? No, I don't. Bạn có thích môn khoa học không? Thì bạn Maria trả lời là No, I don't. Không, tụi mình không thích. How about video games club? Còn câu lạc bộ trò chơi điện tử thì sao? Bạn Marina. Yes, good idea. Ý kiến hay đó. Ok. There's also a dance club. Do you like dancing? À, cũng có cái câu lạc bộ khiêu vũ nữa. Bạn có thích khiêu vũ không? No, I don't. Không, mình không thích. There's an art club too. Do you like art? Có cái câu lạc bộ nghệ thuật nữa. Bạn có thích môn nghệ thuật không? No, I don't. Không, mình không thích. I don't like painting or drawing at all. Mình không thích cả vẽ và sơn. Okay, mình không thích sơn và vẽ. Okay. How about outdoor club? Còn câu lạc bộ ngoài trời thì sao? Yes. I love doing outdoor activity. Có, mình có thích những hoạt động ngoài trời. Maria. Do you like reading? Bạn có thích đọc sách không? Yes, I love reading. Mình có. Okay, there's a book club. Why don't you sign up for it? Có một câu lạc bộ sách, tại sao bạn không đăng ký nó? Okay, bạn Maria. Great idea. Thank Harry. Okay. Ý kiến hay đó. Cảm ơn bạn Harry nhé. Okay. Now the next one, grammar. Grammar. Grammar questions and answers using the given words and your own ideas. Điền đầy đủ các câu hỏi và câu trả lời sử dụng những từ đã cho sẵn và theo ý kiến riêng của em nhé. Number one, we have the given word like which club you want sign up. Mình đã có những cái từ như vậy. Bây giờ mình sẽ viết lại thành một câu hoàn chỉnh và sau đó trả lời nhé. Which club do you want to sign up for? Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào? Ví dụ mình muốn đăng ký câu lạc bộ môn nghệ thuật thì mình sẽ nói sao? I want to sign up for the art club. Mình muốn đăng ký câu lạc bộ nghệ thuật. Hay là mình muốn đăng ký câu lạc bộ tiếng Anh thì mình sẽ nói sao? I want to sign up for English club. Okay. Number two, we had there table tennis club. Do you like play table tennis? There's a table tennis club. Do you like playing table tennis? Có cái câu lạc bộ bóng bàn. Bạn có thích chơi bóng bàn không? Nếu có, mình trả lời là Yes, I do. Nếu không, mình trả lời là No, I don't. Okay. No, I don't. I don't like sport. Không, mình không thích thể thao. Okay, number three. Mình có những từ gợi ý như là There's science club. Do you like science? Có nghĩa là mình sẽ đặt câu hỏi làm sao? There's science club. Có câu lạc bộ khoa học. Do you like science? Có cái câu lạc bộ môn khoa học. Bạn có thích môn khoa học không? Nếu có, mình trả lời là Yes, I do. Nếu không, mình trả lời là No, I don't. Okay. Number four. Why don't you sign up for it? Tại sao bạn không đăng ký nó? Yes. Great idea. A good idea. Ý kiến hay đó. Okay. And the last one. Writing. Writing. Rita and Robert's information.
write a note to suggest which club they should sign up for and why. Write 40 to 50 words. Ok. Ở đây ta có là gì? Chúng ta sẽ đọc thông tin của bạn Rita và bạn Robert. Và sau đó thì chúng ta sẽ viết một cái ghi chú để đề nghị là câu lạc bộ nào mà họ nên đăng ký và lý do tại sao. Ok, viết khoảng 40 đến 50 từ. Rồi ở đây ta có thông tin bạn Rita và bạn Robert như sau. Name Rita. Tên của bạn là Rita Williams. Tên của bạn ấy là Rita Williams. Favorite subject, literature and PE. Môn học yêu thích là môn văn, môn ngữ văn và môn thể dục. Reading books, thích gì, bạn ấy thích gì? She likes reading books, playing table tennis. She don't like acting. Như vậy là bạn ấy thì thích đọc sách, thích chơi môn bóng bàn. Bạn ấy không thích diễn xuất. Rồi tiếp theo, the next one, name Robert Lee, bạn Robert. Favorite subject, math, biology. Bạn Robert thì sao? Môn học yêu thích là môn toán, môn sinh học. Bạn ấy thích như những hoạt động nào? He like playing soccer and working with plants and animals. Cậu ấy thì thích chơi môn bóng đá, thích làm việc với thực vật và động vật, đúng không? Thích làm việc với động vật và thực vật. He don't like doing art and craft. Cậu ấy thì không thích môn thủ công mỹ nghệ, đúng không? Ở đây ta có những cái câu lạc bộ nào nè. School club là các câu lạc bộ ở trường. Science club là câu lạc bộ khoa học. Arts and craft club tức là câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ. Indoor sports club là câu lạc bộ thể thao trong nhà. IT club, câu lạc bộ tin học. Outdoor sports club là câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Book club là câu lạc bộ sách. Drama club là câu lạc bộ kịch. Now we can write. Giờ mình để viết nhé. I think Rita should sign up for. Ở đây bạn Rita là thích môn văn, môn thể giáo dục thể chất, bạn ấy thích đọc sách và thích chơi môn bóng bàn. Như vậy là thích đọc sách là nên tham gia vào câu lạc bộ sách. Thích chơi bóng bàn như vậy là nên tham gia vào cái câu lạc bộ thể thao trong nhà, đúng không? So we can write, I think Rita should sign up for book club and indoor sports club. She likes reading books and playing table tennis. Right? Mình nghĩ bạn Rita nên đăng ký câu lạc bộ sách và câu lạc bộ thể thao trong nhà, bởi vì bạn ấy thì thích đọc sách và thích chơi môn bóng bàn. Okay. The next one, I think Robert should sign up for. Ở đây ta có gì? Bạn Robert thì thích môn học yêu thích của bạn ấy là môn toán, môn sinh học. Bạn ấy thích chơi bóng đá, thích làm việc với, thích tìm hiểu về thực vật và động vật. Như vậy là chơi bóng đá thì là hoạt động ngoài trời, outdoor sport club. Working with plants and animals tức là thích tìm hiểu về thực vật và các động vật, thì như vậy là nên tham gia vào câu lạc bộ science, môn khoa học ha. So we can write, I think Robert should sign up for outdoor sports club and science club because he likes playing soccer and working with plants and animals. Bởi vì cậu ấy thích chơi bóng đá và thích tìm hiểu về thực vật cũng như là động vật. Alright. Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye!